Một phụ nữ chịu nỗi đau kéo dài 6 năm vì căn bệnh hiếm gặp, gãy xương khắp cơ thể nhưng vẫn mang thai và sinh con an toàn. Bệnh nhân là chị L, 34 tuổi, quê Lâm Đồng. Năm 2017, chị phát bệnh với những cơn đau ở vùng ngực, sườn, lưng, đến hai bên hông, bàn chân sau đó lan ra khắp cơ thể. Chị L thăm khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Các cơn đau ngày một nặng nề hơn, đánh giá trên thang đau đạt đỉnh 10 trên 10. Thậm chí đã gãy xương sườn, xương cụt, xương bàn chân phải nhưng chị L vẫn cố mang thai và sinh con bằng phương pháp sinh mổ vào năm 2019. Với tình trạng cấp bách của người bệnh, các bác sĩ đã liên hệ nhờ sự trợ giúp từ các giáo sư tại Bệnh viện Quốc gia Singapore. Kết quả xác định chị bị gãy xương bệnh lý do nhuyễn xương nặng liên quan đến hạ phốt phô máu, do u trung mô tăng tiết hóc môn kiểm soát chuyển hóa canxi, phốt phô, xương ở xương gót chân phải. Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh, Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn cao cấp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, ca phẫu thuật lấy khối u xương gót chân cho người bệnh được thực hiện suôn sẻ sau hơn 1 giờ tập trung cao độ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Ekip phẫu thuật đã thành công lấy trọn vẹn khối u xương gót chân cho người bệnh và gửi giải phẫu bệnh sang Pháp để khẳng định nguyên nhân gây bệnh. Hiện người bệnh đang tiếp tục được theo dõi chế độ lành xương và phục hồi sau phẫu thuật.